năm 2018 ở trại em thì có khoảng 45 con chó nhập. Úi dồi. Em là người đưa đầu tiên về rồng đu rông về Việt Nam. Em lại muốn là có một cái gì đó mới lạ mình đưa về. Hôm nay xin mời mọi người đi giao lưu với các bạn Nhóm Tắt TV với những anh em chơi Malinois ở khu vực Hà Tây nhé. Ngày trước thì là tỉnh Hà Tây, còn bây giờ là Hà Nội rồi. Chúng tôi đang có mặt ở trên cái đường làng, khu vực này là khu vực Hoài Đức, Hà Nội. Còn đây trên hình ảnh chúng ta là cậu em là Tuấn Hưng. Em chào anh nhé. Chạy chó Malinois Khánh Hưng đây. Thì nội dung hôm nay chúng ta là như thế nào nhỉ? Thì nhờ Tuấn Hưng chia sẻ cho anh em được biết nhỉ? Vâng. Thì hôm nay thì câu lạc bộ anh em Hà Tây cũ, bây giờ thuộc Hà Đông, Hà Nội, thì có một buổi offline nhỏ nhỏ để giao lưu gặp mặt, lâu ngày anh em không gặp mặt. Thì tiện đây thì cũng em mời anh và tất cả mọi người đến tham quan trang trại nhỏ nhỏ của ông anh gọi là Trùm Malinois từ thời ngày xưa đấy, nhưng chưa mà anh lên sóng. Thì hôm nay tiện đây thì cũng nhờ anh vào tham quan trại và cho tất cả mọi người biết đến trại của anh Minh ở đây. Đây là một người bạn, thực ra là anh biết cậu ấy rồi, nhưng mà đây là chưa bao giờ lên sóng kênh của anh là thứ nhất. Cái thứ hai nữa là phải bật mí với mọi người là đây là một cái nhân vật rất là có tiếng tăm trong cái câu lạc bộ, cái làng chơi chó Malinois ở khu vực là Hà Tây cũ. Bây giờ mình sẽ vào cùng tham quan. À đây có cháu bé đây. Anh Minh ơi. Thôi cứ để cháu nó mở cửa đó. Mời tất cả mọi người vào nhé. Đi anh. Rồi xin chào ông chủ nhá. Đây sẽ là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Anh em bắt tay nhau một cái nha. Vâng, chào anh. Hôm nay anh em ở Hà Tây có liên hoan cuối tuần thì được anh đến chơi cùng anh em thì mời anh qua trại tham quan giao lưu cùng anh em. Ok. Đây là lần đầu tiên bạn Minh sẽ lên sóng thì không tránh khỏi những cái bỡ ngỡ. Và hôm nay là Hà Nội của chúng tôi đang mưa gió, Hà Nội đang mưa gió đây. Nhân dịp cái cuối tuần thì anh em có gặp nhau. Nhân ngày cuối tuần mưa gió thì hôm nay rất là vui khi được Minh Hải Nam là mời anh xuống đây giao lưu với anh em, những người anh em mà chơi giống chó và còn đang nhân giống chó Malinois tại khu vực Hà Tây, Hà Nội. Xin giới thiệu lại với mọi người, đây sẽ là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay là bạn tên là Minh Hải Nam, một trong những cái nhân vật mà có tầm ảnh hưởng của những cái anh em mà nuôi giống chó Malinois, nhất là giống chó Malinois đu rông ở khu vực Hà Tây, Hà Nội cũ. Vâng, em cũng rất là vui hôm nay được anh Nhâm Tuất TV về gọi là giao lưu cùng với lại em. Em cũng chào tất cả mọi người. Trên hình ảnh của chúng ta là bạn Minh Hải Nam và một cái chú chó rất là nổi tiếng ở chỗ trại chó của Minh Hải Nam. Thì sau đây thì có lẽ là anh sẽ nhờ Minh Hải Nam chia sẻ một ít thông tin của em cũng như là những cái chú chó của em để cho mọi người được biết nhỉ. Vâng. Em xin giới thiệu với lại anh với lại toàn thể cả nhà mình trên kênh Nhâm Tuất TV. Đây là con Dobber em nhập về năm 2021. Năm nay Dobber được hơn 3 tuổi. Em nhập tại Mexico. Dobber này em nhập về đến mình lúc ấy đang dịch là rất là khó vận chuyển về, là cái phí vận chuyển rất cao. Nên về đến mình là vào 450 triệu. Tổng chi phí nhập Dobber là 450 triệu. Một cái chi phí khá là cao cho một chú chó Malinois đu rông. Và cái thời điểm cách đây là khoảng tầm hơn một năm đúng không? Vâng. Hơn một năm. Đấy. Minh Hải Nam là một trong những cái người mà đi đầu trong cái lĩnh vực mà Malinois của anh em khu vực Hà Tây này. Một trong những cái nhân vật mà là kín tiếng nhất trong làng Malinois nhưng mà lại có rất nhiều năm kinh nghiệm. Và gọi như là có một những cái tầm ảnh hưởng của giới chơi Malinois, nhất là giới chơi Malinois đu rông ở khu vực là Hà Tây, Hà Nội. Mình có thể chia sẻ cho anh được biết là em bắt đầu chơi dòng chó Malinois từ năm nào nhỉ? Em nếu mà Mali thì em bắt đầu chơi từ năm 2012. Từ năm 2014 thì em có nhập về một con đầu tiên, gọi là con đầu đời, con Ecotech nhập Pháp. Và cũng là con chó rất là nổi tiếng cái thời đó. Và anh nhớ là lúc đấy cái năm khoảng tầm 13 đến 14 nhá, là chó nhập cực kỳ ít luôn, đếm trên đầu ngón tay.
Nhất là khi mà nhắc đến cái con chó mà nhập từ Pháp về nó kinh khủng lắm. Đại đa số những chú chó đu rông mà rất là nổi tiếng tại Việt Nam đều do tay là Minh Hải Nam nhập về. Thì em có thể chia sẻ cho anh được biết là em chuyển hướng từ con EU sang cái con đu rông này từ năm nào nhỉ? Em chuyển sang từ EU mà sang dòng Mê, dòng Mỹ thì là từ năm 2017. Với một cái lý do gì đấy lại chuyển không? Thì em nhìn em thì lại thích màu đu rông. Nhìn nó có một cái gì đó rất là mới lạ. Thì em là người đưa đầu tiên về dòng đu rông về Việt Nam. Em lại muốn là có một cái gì đó mới lạ mình đưa về để mọi người biết đến và chơi. Đấy, vì đại đa số như anh nói hẳn câu anh quay cái video khá là lâu rồi. Đại đa số khách hàng vẫn cứ thích hỏi là chó bao nhiêu cân, chó có to hay không. Đúng rồi. Nếu mà nhất là những cái bác mà trung trung tuổi ấy. Nếu mà anh em mà thích dòng to cao thì phải là dòng đu rông thì nó sẽ to cao hơn, nhỉnh hơn so với dòng châu Âu. Năm đó 2017 thì em có nhập về đầu tiên là con Rocky nhập Mỹ, sau đến là con Bunker nhập Mexico. Và sau đó là Lobo và rất nhiều những con khác. Lobo, vâng. Rất nhiều con khác. Nhưng năm 2018 ở trại em thì có khoảng 45 con chó nhập. Úi dồi. Tức là đỉnh cao là 2018 là có 40 mấy? 45 con chó 45 nhập. Con chó nhập. Vâng. Tức là cái hay được? Cả được cả cái. Úi dồi, thế là vâng. Lúc đấy là giá trị nó cực kỳ kinh khủng luôn. Sau thì em cũng có chia lại cho rất là nhiều anh em trên cả nước. Thì hiện tại thì như trại em thì em chỉ giữ lại một số những con đực chất lượng để mình phục vụ cho những con cái của anh em nuôi sinh sản. À, có thể chia sẻ cho anh được biết là lúc mà đỉnh cao nhất của con đu rông này này, vâng, thì nó là năm bao nhiêu và cái giá trị mà giao dịch chó con của những cái năm đấy là như thế nào nhỉ? Như chó con những cái thời địa kỳ mới đầu về như năm 2017 thì lúc đó là rất là hiếm, ít. Thì chó con là em giao dịch là chó 2 tháng tuổi là em bán là từ 25 đến 30 triệu một con, chó giống ấy. Kinh khủng, giá đất trị lúc đấy kinh khủng luôn. Đấy là những cái người mà đi tạo trend lúc đầu tiên. Đấy. Đây cũng là một cái câu chuyện mà mình gặp được Minh Hải Nam là một trong những cái gọi như là đầu tàu của giới chơi chó Malinois đu rông. Hôm nay là những cái câu chuyện rất là thực tế để mà quay lại gửi đến cho anh em được biết. Cái lịch sử, cái quá trình của con đu rông này tại Việt Nam nó cũng có rất nhiều những cái thăng trầm. Thì một trong những người mà nếm trải qua những cái thăng trầm đấy là Minh Hải Nam và cùng những cái người anh em ở trong cái khu vực mà Hà Đông, Hà Tây này. Giống như ở câu lạc bộ em ngày trước là đông lắm. Cái thời gọi là mới thành lập như câu lạc bộ Hà Tây thì lúc đó khoảng 50 thành viên. 50 thành viên là mỗi người khoảng 5-10 con này. Rồi. Rất là đông, vui. Cái thời kỳ đấy là năm bao nhiêu? Năm 2016-2017. 2016-2017. Qua khoảng tầm 2 năm dịch bệnh Covid và suy thoái kinh tế thì Minh Hải Nam và anh cũng là những cái người trong nghề. Anh cũng được đi quay rất nhiều những trại chó. Thì thực sự là như này, có rất nhiều người là không chịu nổi nhiệt và đã bỏ cuộc chơi rồi. Đấy. Rất nhiều người và rất nhiều anh em chúng ta đều biết rồi đã bỏ cuộc chơi vì có rất nhiều lý do. Vì một là sao người ta không đủ kinh tế nữa, không đủ để mà trụ vững với nghề nữa. Hai là còn rất nhiều những cái công việc khác người ta ảnh hưởng đến cái cuộc sống và cả cái ngành nghề nuôi chó này nữa. Đấy, Minh Hải Nam và những cái người anh em mà tí nữa chúng ta sẽ gặp trong cái bữa liên hoan buổi trưa nay là những cái người mà còn đam mê và còn gọi như là cố gắng để mà theo đuổi cái nghề nuôi chó này. Những đấy, anh em rất là đam mê, đúng mới rồi. Tồn tại được đấy. Đấy, hôm nay là mình xuống đây để mình giao lưu và quay những cái chương trình về giống chó đu rông và về trại chó của Minh Hải Nam. Hàng tháng chỗ trại của chú là có khoảng tầm xuất bán được khoảng tầm bao nhiêu đàn chó? Nói chung là nó tùy vào mùa ấy. Ví dụ như mùa này thì nó sẽ nhiều hơn. Và mùa nóng, nóng thì cái lượng sinh sản nó sẽ kém đi. Nhưng mùa này thì dao động khoảng 5-6 đàn, 7 đàn. Và cái giá trị, anh đi bất kỳ một cái trại chó nào cũng đều hỏi cái giá trị phải rõ ràng, phải công khai cho mọi người biết. Thì hiện tại cái giá trị giao dịch chỗ Minh Hải Nam là... Giá trị thì như một vài năm trước thì nó cao. Một vài năm nay thì giá nó cũng gọi là ổn định để tiếp cận được nhiều người chơi hơn. Thì giá trị như ở trại em thì dao động từ 5 đến 10 triệu. Nó tùy vào con, tùy vào đàn. Nhưng mà chó ở trại em thì được cái là 100% là đều có giấy VK. Trại em xuất chó ra là phải được tiêm phòng đầy đủ 2 mũi vaccine của Mỹ và tẩy giun định kỳ.
Còn chế độ bảo hành thì em xuất ra là bảo hành cho tất cả mọi người là 7 ngày, bệnh 3 vô ca dê. Nếu không may gặp những ngày đó là em xin hoàn lại. Ví dụ như một đàn chó thì không phải gọi là con nào cũng đẹp. Một đàn thì thường thường như trại em thì một đàn nó chỉ được khoảng 2-3 con đẹp. Ví dụ như những con mà 7-8 triệu, 10 triệu thì nó rất là ít. Còn chủ yếu đa số là nó khoảng 5-6 triệu. 5-6 triệu. Đại đa số sẽ là số. Mức giá là từ 5 cho đến 6 triệu đồng đúng không? Rồi. Thời tiết hôm nay là rất là ẩm ương, anh em xem hết sức thông cảm cho chúng tôi nhá. Tại vì hôm nay là thời tiết Hà Nội lại tự nhiên lại có mưa. Chuẩn bị đến 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 rồi mà lại thời tiết vẫn còn đang lạnh. Hôm nay anh em chúng tôi đang phải khoác áo rét đây này. Đấy. Thì rất là cảm ơn Minh Hải Nam hôm nay đã mời anh xuống đây để giao lưu. Tí nữa còn có rất nhiều những cái vị khách nổi tiếng nữa thì sẽ nhờ Minh Hải Nam giới thiệu cho mọi người được biết nhé. Vâng, hôm nay thời tiết nó cũng không được ủng hộ lắm là cũng xin phép toàn thể mọi người là đến dịp khác sẽ có nhiều những cái video nó dài hơn. Vâng. Hôm nay thì là cái buổi liên hoan của chỗ Minh Hải Nam tổ chức, có sẽ rất nhiều những người anh em mà nổi tiếng trong cái giới chó Malinois Đu Đông thì sẽ nhờ Minh Hải Nam giới thiệu cho mọi người. Đến hôm nay thì em cũng có một cái bữa liên hoan nho nhỏ thì cũng mời anh cùng anh em câu bộ của em chung vui và em sẽ giới thiệu một số những anh em đến giao lưu cùng. Giới thiệu với lại anh toàn thể mọi người là hôm nay em có làm một bữa tiệc nho nhỏ để mời anh em gọi là lân cận đến giao lưu cùng này. Và đây anh Quang Chiến. Thôi xin chào mọi người nhá. Thạch Vàng. Facebook. Đây là Giai thành phố chuyên mông cổng. Thiếu gia trong làm mông cổng đấy đúng không? Khánh Hưng. Xin chào các bạn. Đây là Hồng Nguyễn thì chắc là ít người biết đến. Đại diện đến từ Long Biên đấy. Anh em. Tuấn Hưng. Đây là Mr. Còi. Đây là Trần Hồng Toàn. Khánh Toàn. Đấy toàn anh em gọi như là nổi tiếng trong giới. Rồi. Nâng ly cái nha. Nâng ly. Rồi. Cảm ơn tất cả. Rồi. Liên hoan và cộng thêm nữa đây là 30 tháng 4, 1 tháng 5 luôn nhỉ. Rồi chúc mừng sức khỏe anh em nhé. Chúc sức khỏe anh em nhé. Ngọt đấy. Ngọt đen.